Nhân vật trong tranh dưới đây. Ở trong tranh người ta vẽ có một cậu bé và một người phụ nữ. Cậu bé điện thoại cho người phụ nữ nói: "Cô cho cháu gặp bạn Hoa ạ." "Ở đây không có ai tên là Hoa đâu cháu ạ." Cậu bé đáp: "Thế ạ, cháu xin lỗi cô." Từ cách đáp lời của bài 1, các em sẽ vận dụng vào một số tình huống cụ thể ở bài 2 bằng cách nói lời đáp của em. Tình huống thứ nhất: "Cô làm ơn chỉ giúp cháu nhà bác Hạnh ở đâu ạ?" "Rất tiếc, cô không biết vì cô không phải là người ở đây." Trong tình huống này, cô sẽ đưa ra một số lời đáp để các em tham khảo. Lời đáp thứ nhất: "Dạ, thế ạ, cháu xin lỗi cô." Lời đáp thứ hai: "Không sao ạ, cháu chào cô." Lời đáp thứ ba: "Dạ, cháu sẽ hỏi thăm người khác." Tương tự tình huống A, các em thực hành đáp tình huống B và C nhé. Tình huống B: "Bố ơi, bố có mua được sách cho con không?" Bố đáp: "Bố chưa mua được đâu." Tình huống C: "Mẹ có đỡ mệt không ạ?" Mẹ đáp: "Mẹ chưa đỡ mấy." Các em hãy đáp lời vào hai tình huống này nhé. Khi đáp lời phủ định, chúng ta lưu ý phải nói một cách nhẹ nhàng, tế nhị và thể hiện thái độ lịch sự. Cô vừa giới thiệu với các em về cách đáp lời phủ định. Bây giờ sang yêu cầu tiếp theo là nghe trả lời câu hỏi nhé. Để thực hiện được bài tập này, cô sẽ kể cho các em nghe câu chuyện có tựa đề Vì sao? Nào, các em hãy chú ý lắng nghe nhé. Một cô bé lần đầu về quê chơi, gặp cái gì cô cũng lấy làm lạ. Thấy con vọt đang ăn cỏ, cô hỏi cậu anh họ: "Sao con bò này không có sừng hả anh?" Cậu này đáp: "Bò không có sừng vì nhiều lý do lắm. Có con bị gãy sừng, có con còn non chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa." Nào, mấy em đã nghe rõ chưa ạ? À, vậy cô sẽ kể lại một lần nữa nhé. Một cô bé lần đầu về quê chơi, gặp cái gì cô cũng lấy làm lạ. Thấy con vọt đang ăn cỏ, cô hỏi cậu anh họ: "Sao con bò này không có sừng hả anh?" Cậu này đáp: "Bò không có sừng vì nhiều lý do lắm. Có con bị gãy sừng, có con còn non chưa có sừng. Riêng con này không có sừng vì nó là con ngựa." Theo tiếng cười tuổi học trò. Các em đã nghe kể chuyện rồi. Bây giờ hãy trả lời các câu hỏi sau đây. Ở bài tập này có 4 câu hỏi. A. Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào? B. Cô bé hỏi cậu anh họ điều gì? C. Cậu bé giải thích vì sao bò không có sừng? D. Thực ra con vật mà cô bé nhìn thấy là con gì? Nào, chúng ta cùng bắt đầu câu thứ nhất nhé. Lần đầu tiên về quê chơi, cô bé thấy thế nào? Các em hãy nhớ lại câu chuyện mà cô đã kể để trả lời câu hỏi này. Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy thế nào? Chắc chắn một số em mau miệng sẽ trả lời: "Lạ." "Thấy lạ" hoặc "thấy cái gì cũng lạ". Trả lời như vậy là đúng nhưng chưa đủ, mà các em phải trả lời thế này nè. Lần đầu về quê chơi, cô bé thấy cái gì cũng lạ thì mới trọn câu.
Nhớ nhé các em. Tiếp theo là câu B. Mấy em nhớ lại xem, cô bé hỏi cậu anh họ điều gì? Cô bé hỏi cậu anh họ, sao con bò này không có sừng hả anh? Vậy vì sao nó không có sừng? Nó là con gì? Hãy nhớ lại câu chuyện mà cô đã kể để hoàn thành câu C và câu D còn lại nhé các em. Các em cần lưu ý khi viết câu trả lời, nhớ viết hoa chữ cái đầu dòng và dấu chấm cuối câu. Cần trả lời trọn câu nhé các em.